chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh bác tô thì sáng sớm mới ngủ dậy ngủ dậy uh, ngủ ngủ dậy từ hồi 6 giờ rồi nhưng mà đến bây giờ vẫn còn say vẫn còn say ngủ anh em à thì uh, thì cái lúc nãy á thì mình dậy mình vô game bằng điện thoại cái là mình uh, đi vòng vòng mình chạy mình farm vòng vòng cái là một hồi cái mình uh, từ đảo băng ha giáp mình chạy về đây mình chạy về đây cái mà nói chung là điện thoại mà ộp người cá bơi dưới biển xong chạy về tới chỗ nhảy không lên nổi <laughs> à, xong phải quay lại đảo rinbit rồi về ra đây thì không uổng công nữa nè thì uh, shop hiện tại nó đang bán trái ob nhưng mà đây mình làm video chắc mình ráng xuất, xuất video nhanh cho anh em xem thì anh em nào chưa biết đó, thì anh em vô mua thôi chứ mình bây giờ cũng không cần mua nữa làm cái gì nữa à. mình có vĩnh viễn rồi đó thì nó hiện giá nó đang bán đó thì bây giờ là 7 giờ 39 ba chín đúng không 7 giờ 39 7 giờ 40 thì còn 3 giờ 20 phút nữa thì mình đăng clip lên thì chắc có nhiều anh em sẽ mua kịp thôi còn anh em uh, uh, lát mình sẽ viết thông báo trên Discord này kia để anh em vào mua ha. mà chắc là nghĩ là anh em nhiều anh em sẽ phát hiện trước mình nữa chứ không phải chờ mình thông báo trong Discord đâu ha rồi thì giờ làm gì ta trái OB bán rồi thôi, thôi mua đi mua trái OB đi à, <laughs> mua trái OB đây thì uh, trái ob mình thì uh, mấy ngày hôm nay toàn đi câu cá trong một tuần hay tuần nay câu cá không, không có liền mastery gì hết nên là nó cũng đứng mãi ở cái mức này <laughs> nên là nó không lên cái lại là bây giờ mình mới vô server nên chả có quái gì cả để là được là bây giờ đó thì uh, chắc là mình sẽ lại văn Ha giáp anh em um, có vẻ như đó, là ra cái đảo này thì chả ai thèm farm ở đây luôn có nhiều nói chung á người ta farm mà chắc là chủ yếu giữ con sờ thôi con boss sờ chứ thật ra thì à, mình nghĩ á là bình thì à, cái đạo đó hơi bị chán á rõ ràng luôn quái nó có hai chiêu thức dạ, chiêu thức thì nó đánh cả dù cho dù mình trái quỷ logia thì nó đánh dẫn trúng một cái chiêu một chiêu trái quỷ của nó rất là khó chịu luôn ừ cho nên farm thường thì người ta vẫn farm đảo tuyết với đảo uh, zombie thôi Chả ai lại đó với lại quái nó thưa nó khó dụ thành ra là mình nghĩ khi mà làm ra cái đảo bằng hai giáp này thì chắc là người ta cũng tính hết rồi tại đảo đó có hai mục tiêu quan trọng là anh em đổi chip bên này kia đánh lo các kiểu rồi sau này sự xuất hiện của melee mới thì thế nào mình cũng phải lết thân lết thay tới đó thôi rồi nó có, nó có bot thì bởi vì nó có bot đó, nên là mình à, à, mình phải tới đó tới lui đó thường xuyên mà à, để đánh con sờ mo ke thì sờ mo ke là cái con máu giấy mà kinh nghiệm là nhiều nhất bản đồ nhiều hơn cả đồ phi luôn nó khủng là vậy Mà ta có cái tiền ít à, còn những đảo như đảo zombie đảo tuyết đảo chuyên farm á, thì nó lại không có boss nên là nó, cái chắc kiểu như người ta tính sẵn rồi hay là nếu mà làm ra mấy đảo bằng A giáp và farm ngon quá người ta sẽ bỏ hai đảo kia còn làm đảo này farm khó hơn á thì người ta sẽ farm đảo này thôi. Rầu. Bây giờ à, đâu mình nhận thực quá nó chứ phải nhận nhiệm vụ đánh thử anh em à. Chứ đây là cái à, bây giờ á, mình nhận nhiệm vụ được nghe con lava ngày xưa mình đủ cấp ngàn hai mình cũng đâu làm đó đâu chỉ đi à, quánh ở đâu tiếc thôi này đánh, đánh đánh tụi này nó khó gì đâu ôi chết cha còn giữ cái qua đô nữa cái qua đô hôm qua đi đánh boss Ừ. mấy ngày hôm nay thì toàn <laughs> hai trong, trong hai tuần nay toàn là đi câu cá câu mắm không à. cho nên là không chơi game không có luyện gì hết đánh thì kỹ năng đánh thì dở thì cái gì nó cũng đi xuống hết anh em à khổ quá khó ghét chưa vụ đã khó rồi mà còn sẽ chiêu rác quỷ nữa đây vụ được năm con này quánh mình nó lòi mồm luôn Ôi nó không đi kìa Lì À tay bắn không trúng Thôi rồi con kia giật về chỗ của nó rồi Trả về chỗ sản xuất rồi Thấy chưa anh em thấy không Quái nó thừa quá vụ nó khó đó chưa ơi ơi làm ơn đi theo giùm cái mấy ông vụ cái này khúc cũng không chịu đi nữa chịu ghét của anh nhiều đây luôn Có phải, đó 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 trời ơi trời ơi trời mình ghét nhất là cái chiêu đó đó mà bây giờ mình không dám xài chiêu OB nha anh em nếu mà mình xài chiêu OB á là nó uh, nó 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 văng ra nó chạy về chỗ cũ à đó bây giờ thì còn được nè nhưng mà nó không chết chết được có một con cái văng về hết chỗ cũ trời ơi liền trai ob đúng khổ luôn đảo mới thì tới năm mốt kinh nghiệm một con quái mà như thế này là chết rồi đâu văng về đâu rồi nó văng về đây khổ Tao đấm mày chết luôn Con quỷ Láo cá chó Được rồi chết ông ta hay là mình chết à nó chết rồi nó chết rồi đó một cái nhiệm vụ nó quá khó ủa nãy mình không nhận nhiệm vụ luôn kìa thôi 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 thôi, thôi, thôi đi về đi đi khỏi cái chỗ này thì chứ sờ moke okay, giờ nó chưa ra anh em à có một cái ở trong trái OB là mình thấy đó, anh em mình 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 thì mình hổ nói trái này yếu nó trái này đam nó to á nhưng mà combo nó cực kỳ khó và có một cái là trong BK nó khó thắng người ta ở chỗ anh em biết gì không à, có một chiêu ít đó là đam rất là to đúng không đam là đam to nè trúng một phát là mất một khúc máu luôn nhưng mà nó khó trúng à, anh em chọi trúng nhau một hai cục đá là coi như quyết định ăn thua rồi đi đúng không nhưng mà chiêu c chiêu c bạn có thể tay le lại rồi bạn xài chiêu c liền nhưng mà chiêu c á thì người ta vẫn có thể bật haki lên để người ta né bạn vừa bánh trúng cái mình ta bật haki lên né hết chỉ có một phát cuối là không né được Rồi chiêu V thì combo đâu phải lúc nào cũng dễ trúng đâu Mà nếu mà bạn combo mà sử dụng chiêu V á Một phát á là bạn mất luôn cái dòng rum đó, à, nếu mà lỡ hụt một cái là bạn phải ngồi bấm rum lại trời ơi, trong cái thời gian gồng rum bị người ta đánh đập hành hạ tra tấn giả mang luôn bởi vì nó khổ là nó khó là vậy á rồi chiêu v trúng thì người ta không bật haki né được đâu chiêu v thì nó nó đỉnh rồi rồi đam chiêu v đó nếu mình tính không lầm cộng dồn vô chắc là tầm cũng hai ngàn hai hai mấy ba ngàn mấy chắc ba ngàn 3 ba hai á tầm đó ừ, nhưng mà sau khi xài xong thì người ta cũng tiếp tục bị dăng đi và hơi khó sử dụng nha lúc đó mình phải tìm mọi cách để mình áp sát để mình xài superhuman super human chứ nếu mà bạn solo bạn không xài tên xong xài melee á mà xài cái cái mà hợp nhất á, với trái ub này á có thể là yuru hoặc là cây coco đi đó những cái cây đó là nó có những cái chiêu đánh tầm xa nó hợp nó hợp nó gì thì nó hợp đó nhưng mà mình không tăng mê thì có 600 mặc áo đầu đen vô mình có 600 thì đánh cũng có lại ai đâu đúng không hay là xài kính minh gô ba trăm rưỡi lướt mấy cái là hết nên là cái trái này bạn nó khó là vậy là chưa trái quỷ cũng phải kết hợp với mê mà hiện tại chưa có mê nào hợp với nó cho mình mình chưa thấy mê nào hợp cả với lại một điểm yếu trái ob nữa anh em biết gì không À, đánh du biển không được du biển khó ví dụ mấy con du biển gần bờ này kia mà treo du biển gần bờ rất là lâu ra đó mình thì mình muốn mau ra chứ mình không muốn lâu ra đâu à, cho nên là mình thông thường hết, nếu mà đánh du biển mình sẽ đẩy qua chuyển qua karate người cá mấy clip trước anh em thấy mình hay dùng karate người cá đúng không bởi vì tất cả chiêu thức karate người cá đều gây đưa sát thương được cho con du biển hết còn uh, trái cái 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 cái, cái super human này chỉ có chiêu ít với là chiêu c thôi đó là còn gây sát thương được còn chiêu Z thì không gây được ờ, Nhưng mà karate người cá thì những chiêu nó hồi nhanh thì mình có thể gây sát thương du biển nó thoải mái hơn đó là như vậy Cho nên là nếu mà đánh vô biển solo để cài tiền đó, thì, thì anh em mà muốn đánh vô điển solo cài tiền đúng không thì anh em cứ treo máy thì cái trái ác quỷ mình đề xuất cho anh em là trái mê ra trái đó là trái đam to nhất trong tất cả các loại trái ác quỷ luôn kể cả bao bao cũng không bằng mình nghiên cứu rồi bao bao đam nó cũng không bằng cả mắt ma mà đó thì uh, mê ra là đam to nhất kết hợp với karate của cá anh em solo du biển phải là cực kỳ luôn ủa khoan tụ đang nói về trái tôi đang xài trái ub sao tôi quảng cáo đồ khác không vậy thôi không được không được cái này là không được là vi phạm rồi ở đây mình coi về coi sờ moke sờ moke ra chưa rồi mò okay, ra thì mình đánh còn không, thì chắc mình cũng kết thúc video rồi nè Quỷ cái này Mày mạnh nè Cái tội mày, mày biết tội mày là gì không? Cái tội mày là Do mày mạnh Hả Thằng chó Thằng láo cá chó nè Cái tội, cái tội mày là do mày mạnh Ôi 57 ngàn kinh nghiệm Trong khi cái đảo kia có bốn mấy ngàn cách biệt kinh nghiệm lớn nhưng mà làm ở đây không có được Nó khó Rồi sợ more care chưa ra luôn Thì thôi thì chắc là video này mình sẽ kết thúc tại đây Các bạn cảm thấy sau và video này hãy để lại bình luận bên dưới Và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sẽ thành công mình trong tương lai Xin cảm ơn, gặp lại, bye bye anh em nha